Em khi nào lên đây ạ? Menu, please. Hôm nay làm việc là thế nào? Em mới gặp anh Long về qua quán của anh Long. Khi nào chịu? Chiều nay. Em làm xong sáng em sáng đó. Em ok không? Ok. Anh xin lỗi, em là bởi vì nhìn một chút mềm mềm. Long yang long ten thế nào? Đẹp. Đẹp à? Chịu à. Dễ thương, nhỏ nhỏ, xinh xinh. Thức ăn ngon. Em cái nhà hàng đó em ăn gì à? Gà. Chicken à? Ăn nhiều rồi à? No, thưởng thức thôi à? Yes. Okay, thank you. Cheers. Ở nhà, Huyền và Nhân đang chuẩn bị đồ ăn cho bữa tiệc barbecue tối nay. Diễm cũng vừa về đến nhà. Trời ơi! Hello! Xin dạ. Nè, em từ chiều đến giờ luôn hả? Tôi mới ra luôn á. Mày cần làm gì không? Có chứ. Ốp thịt đi. Để em lấy thịt. Anh Nhân ơi! Tại vì ảnh là người dụ dỗ em, ảnh nói với em thế này. Lúc đó không có máy quay, bây giờ em sẽ tường thuật lại. Sao? Đầy đủ ý của ảnh. Anh nói là vậy, ở nhà anh hay ăn là thịt bò sắc mỏng ra. Xong rồi mình làm một cái nồi nước có gia vị trong đó. Xong mình bò nhúng giấm. Mình nhúng, không, mình, không, không phải. Mình chỉ tái qua thôi. Sau đó mình chấm wasabi. À vậy, thì anh muốn ăn vậy đúng không? Ảnh muốn ăn như thế. Thì em làm nhà anh đúng không? Thì em kêu là nếu như vậy thì mua hai miếng, một miếng cho anh tái, còn miếng thì mình sẽ Long là thế nào? Anh Long với anh này em nói chuyện nhiều nhất. Sáng anh Long chở em đi làm. Đúng rồi. Em với anh Long thì nói chuyện kiểu hợp. Vì anh Long vui tính. Vui tính à? Máu ngồi lý thương của em là gì? Thông minh. Thông minh? Điềm đạm. Chỗ này không phải anh ấy. Anh là nếu anh bị tiếng biệt, anh có thể sẽ nói chuyện nhiều. Em nghe nè anh. Bây giờ hiện tại là anh với lại anh Nhân đang đứng ở bờ sông bên đây nè. Thì anh với là anh Nhân là có ý là muốn đi qua đón Thảo để về đây, về ngôi nhà chung với mọi người. Thì không biết là bây giờ là giữa anh và anh Nhân thì Thảo sẽ chọn ra ai để là người đi đón Thảo. Cái gì vậy anh? Anh tự khó em vậy. Thì bây giờ anh cho em 10 giây để suy nghĩ. Và trong 10 giây em suy nghĩ đó thì Nhân sẽ gọi cho em. Và em cho cái quyết định cuối cùng cho hai tụi anh nha. Nhân là người nhận trách nhiệm đi đón Thảo, nhưng có vẻ anh không phải là người mà cô nàng chờ đợi. Anh đợi lâu không? Hơi bị lâu luôn, ăn một chục ly chè. Ăn mấy ly chè rồi. Tại vì nãy giờ chờ đò lâu á. Ủa bình thường em thấy là để sẵn mà ta. Tại vì hôm nay chủ nhật nè. Em lên đi, coi chừng. Sao nãy anh lại nhắn em vậy? Tại vì anh hôm qua là đâu có biết là được nhắn tin riêng đâu. Kêu là chị không được kết bạn. Xong rồi anh tưởng không được nhắn tin riêng. Cái nãy về anh hỏi Long mới đâu về. Long kêu là chưa hay đi ăn, mới ăn với Vi về. Xong rồi giờ lát rủ Vi đi ăn tiếp. Nói xong rồi kêu ủa sao rủ được nha. Xong thấy nhắn trên group anh Long kêu nhắn tin riêng được mà. Thôi bạn mới nhắn cho em. Quá sức lòng với Vi. Sáng em nghĩ là sáng nay á là anh Long muốn chở Vi đi làm nhưng mà tại vướng em sáng em phải đi trước á. Xong cái là anh Long phải chở em đi xong phải vòng về rồi anh Long mới đi làm. Anh Long đi hai cú rác luôn.
Em kia ăn gì luôn đúng không? Anh kia ăn gì luôn á? Chè này. Cũng may có ly chè cứu đó. Mọi người đang làm gì bánh vậy? Đang nấu ăn á. Đang nấu ăn là... chỉ còn bây giờ mình qua là chỉ còn thiếu lát với Vi thôi. Chắc lát với Vi về trước mình luôn rồi đó. Ủa? Vi ăn rồi về sao hai người đó ăn nữa? À, có nghĩa là... Vi hôm nay có lọc ăn. Lại qua chỗ anh Long ăn. À. Xong rồi đi ăn với đó. Xong rồi là bây giờ về ăn tiếp. Okay. Vậy là hôm nay là ngày của Vi. À, thích Vi hết trơn. Sao anh không thích Vi luôn? À. Thôi, anh không thích tranh giành. Kỳ quá, anh nói câu đó em đau lòng quá. Anh nói câu đó là em xứng đáng để đau lòng luôn. Không phải. Có người thích em á, mà anh không nói. Phương Anh hả? Không phải, ngồi em Phương Anh này. Long thì thích, mình có 4 người anh, mình không có nhiều. Thì, mình có 4 người à. Thì một trong anh Long thì thích Vi rồi. Anh Long hả? Anh Long thì không phải. Không có ai mà chạy từ quận 2 sang quận 3, xong vòng ngược lại quận 2 đi quận 5. Rồi tối vòng một vòng nữa, không ai vậy hết á. Anh đang ấn tượng với những ai? Em trời. Em hỏi. Em hỏi câu này dễ cho chút được không? Không, em hỏi là những ai? Em hỏi Vi cũng có chút ấn tượng. Nhưng mà nó nhiều mà hết Vi. Nó biết Lát phải thích tiền không? Ví dụ như mà Lát không ấy thì Lát sẽ thích Vi á. Lát không phải nói với anh Long. Ủa sao vậy? Thì anh Long thích Vi mà. Anh Long có cái lợi thế là tấn công rất rõ ràng. Nhưng mà tại vì là lúc đầu vào là anh ngồi gần em hơn. Là anh ấn tượng em đầu tiên. Thôi hồi hôm qua anh Long cũng có nhắn riêng em là hỏi là sáng đi làm mấy giờ mà em không có trả lời. Cái gì? Thì hôm qua là em thấy anh Long thích Vi rồi, em khỏi trả lời luôn. Sao em trả lời anh? Trong lúc Brad và Vi đang thưởng thức bữa tối lãng mạn thì ở nhà có hai người cùng đang trông ngóng họ. Sao mới đưa Vi qua chỗ Brad? Sao tại sao lại đưa mình ngã vậy? Xong anh đi về mình á. Anh đi về mình á. Anh đón Vi mà còn đưa qua Brad nữa. Cho hai người hẹn hò xong anh. Cho em thấy kiểu anh những cái như thế làm sao nó không, anh nghĩ là kiểu nếu mà đến lúc mà những cái hình ảnh đấy được đưa lên ấy, mọi người sẽ nói là anh trai mưa quốc dân. Nhưng mà anh không phải là người nhà mình. Brad và Vi vừa về đến nhà thì đã có người tranh thủ hỏi dò. Có uống gì không á? Có uống gì không? Sao mặt đỏ thế? Uống bia không? Uống rượu hả? Uống bia không? Uống gì đúng không? Uống bia không? Nhân đang đi đón Thảo. Có nước có ví dụ như khoai. Mặc dù em rất thích Thảo. Vậy là Vivi. À, nhớ. Xin đi. Ở đây hả? Oh. Em nghe được xíu xíu. Không. Can you speak English? Yeah. Yeah. Xíu a little. Sure. How good. Do you study English? No. No? But you understand? Những cái gì mà anh nói không được á, anh nói tiếng Anh. Ok, nếu anh không nói được, anh sẽ nói tiếng tiếng Hàn Quốc được không? Hàn Quốc hả? Hàn Quốc không hiểu. Không hiểu à? Không sao. Oppa thì hiểu. À, oppa thôi vậy đó. Chỉ oppa thôi, ok. Oppa. Còn con gái gọi là gì? Con gái. Con gái là nếu em có chị gái là Onni. Nhưng mà ở Hàn Quốc là không có em.
em là không có chỗ này nói nói tên 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 thôi. À, tên thôi. Đấy, chỗ này bây giờ anh là cái gì sao hơi im ơi. Em ở là một chút bread là một chút à một à honey honey honey. Mà em là một chút nói chuyện là một chút khó. Ờ. Chỉ có oppa nè. Nếu à quên rồi. Nếu oppa là gì? Oppa là gì? Oppa là anh ơi. Anh ơi. Nhưng mà anh cũng là nếu em nói oppa là cảm thấy nhiệt tình hơn. Là gì? Nhỏ nhiệt tình hơn. Cho nên anh yêu là gì? Hmm? Anh yêu. Anh yêu. Anh yêu cùng oppa. Anh yêu cùng. Em yêu thì sao? Em yêu. Em yêu là 없는데. Em yêu là không có. Em yêu là bình thường làm theo. À, 뭐, 아. 내우 응어 이유. 응어 이유 là hơi 뭐 자기야. 자기. 자기. 어, 자기. 자기야. 나라 같아. 키 hơi 응어 이유 뭐 안 엠 떡가. 그러니까 자기야, 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 자기야. 응. 아, 내우 엠거 반자의 한쿠 내우 엠문 앙 엠 같애 노이 오 지 오빠 더 이렇게 오빠 오케이 뭐 내우 엠문 아오 머이 오빠 뭐 지 오빠 더 이렇게 어무 엠라 엘라 쿰 엘라 키 엠문 뭐 떡가 떡가 오빠 Ồ, chị chị kia nào thôi ok. Có được không? Được. Oppa không được không? Đói chưa? Ăn đói chưa? Chưa đói. Chiều ăn rồi đúng không? Anh là ăn tôi một chút thôi. Anh ăn gì rồi? Thịt. À, beef steak. Mua nhiều này. Nhân ơi. Nhân, tại sao em lại bỏ anh để đi với cả người khác như vậy hả Nhân? Cái này. Đó, đúng rồi. Không phải nước chấm mù tạt đâu. Heo ngồi nhanh mày ăn. Nhân cũng muốn ngồi. Đúng rồi đấy. Ghế này chị. Ngồi đi. Có muối ớt xanh, nước mắm, chanh và tiêu, hạt tiêu, pepper. Và một chút tấm lòng của Lâm ở trong này. Thật ra tấm lòng của Lâm lúc nào cũng có, nhưng mà con tim thì ta nát rồi. Sao lái ngoài vậy? Hả? Anh biết đó. Yeah. 엠마, 엠마, 비아, 방유, 아, 짜다, 방유자이죠. 뭐와? 엠마, 방유자이죠. 엠마, 방유자이, 하? 응. 바자이. 하이무이 바자이. 바자이. 너라 훈 거의 바자이. 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 방유자이. 안 방유자이. 안? 엠마, 겉에 남무이 하이자이. 남무이 하이자이? 어. 아, 뭐 몸 52 chai bia. 힙힙 힙봉. 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 요요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 요
Suốt cả buổi tối, dường như cô nàng không hề rời Brad nửa bước. Brad đẹp da. Tiếng 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 là tiếng biệt là gì? Dưa leo. Hả? Không, dưa chuột, dưa chuột. Dưa chuột. Dưa chuột. Chuột. Dưa leo. Dưa leo. Dưa leo hả? Dưa leo. Dưa leo mà. Dưa leo hả? Dưa leo. Dưa leo. Dưa leo. Dưa leo. Leo. Dưa leo. Đúng rồi. Leo. Leo. Anh đừng nhìn em bằng con mắt đó. Ôi, anh phải nhìn em bằng con mắt nào? Nhắm hai mắt đi nhìn em được không? Hay là chỉ nhìn em một cái cổng rồi. Một ô kính em. Anh buồn lắm. Còn Long thì luôn tìm cách nói bóng gió, tình ý với Vi. Để đi lên. Con tim vỡ tan.
Vỡ tan là như thế đây. Nhưng trong bụng con bé đang rạo rực. Anh là quê của anh là con Busan. Gần Busan. Ừ, con Busan. Busan. Nhưng mà anh đã học ở Seoul. Ờ, anh trường đại học của anh là Seoul. Đại học Seoul. Ừ. Em người ta nói là học Hàn Quốc mà học được đại học Seoul là bé lắm luôn á. Ừ? Thế là Hàn Quốc mà học đại học Seoul là bé lắm luôn, là giỏi á. Này là biểu cảm tự hào đúng không? Em biết rồi. Tại vì quê của anh là học tốt nhất. quê của anh là. Nhưng mà khi anh tôi xấu, ngồi học nhiều. Ừ. Đúng bếp khác nghìn chín. Em cảm thấy bị phân biệt chủng tộc này rất mạnh mẽ luôn. Không, em không phải là ngồi hay không. Em tổn thương rồi mà. Sao tổn thương? Ai làm em tổn thương? Nhưng mà em lấy tuổi là 94. Em dậy đó rồi ta. Tại vì em sinh là ngày dương là 95. Nhưng mà cái ngày âm thì còn một vài ngày. Ồ. Là đi. Tại sao? Em đau lòng quá mọi người. Sao hồi nãy? Ừ, con bé này là chuyên từ hồi 4 giờ chiều tới bây giờ. Không ai chấm môi, không một giọt chấm. Không một ai. Gì vậy? Gì vậy? Qua đây Huyền ơi, làm lại. Sao lại là ai? Gì á? Đây để anh chấm nha. Không sao, không sao. Cảm ơn. Em hỏi em làm sao vậy? Đây chấm nha. Em tự làm được. Đây, nếu em làm được, em làm được. Anh thích ăn gì? Anh thích ăn nhiều thứ không? Vậy á? Hoặc là anh thích ăn em đúng không? Em không? Đúng không? Mình có nghĩ tới mình không dám nói luôn. Hoặc là anh thích ăn em với mày kìa. Anh thích đủ thứ không? Nói câu là chắc gì vậy? Mọi người dọn nha. Em ăn xong đi vô nghỉ khỏe. Muốn gì? Anh muốn cái gì? Anh hỏi anh muốn cái gì? Anh không biết nữa. Sao vậy? Sao anh đứa đổi em? Em có mang áo dư không? Không có. Em mang tiền áo của anh mà. Đấy. Anh lại cứ mặc đồ của anh là phải thấy tí để người ta bảo là ê với anh nè. Thì tốt chứ sao? Chết rồi. Em ăn cả ngày vậy có khi nên hình người ta sẽ. À, em cho anh hả? Dạ. Cảm ơn em. Ồ, mãi xóa. Ngon. Ồ, đặt cho ngon. Sau bữa ăn tối, các thành viên cùng nhau chơi trò nói thật. Và đây là cơ hội để từng người một gửi gắm những điều khúc mắc trong lòng mình. Bây giờ mình sẽ nói theo cái chủ đề là có ấn tượng với ai chưa và cảm giác với người đấy như thế nào. Rồi, Tuấn Anh. Hôm nay em có rất ấn tượng với một người. Em rất là ấn tượng với bạn đó. Bạn đó rất là ấn tượng đúng không? Bạn đó là em cảm thấy rất là ấn tượng. Bạn đó là ấn tượng. Điều gì làm em ấn tượng ở bạn đó? Chắc có thể là do bạn đó đẹp, xinh, dễ thương. Trước đây là em với các bạn đã gặp nhau chưa? Gặp rồi. Đợi biết nữa. Okay. Mình chuyển sang thí sinh tiếp theo là. Cái ngày hôm nay của em như thế nào? Ngày hôm nay của em nó vẫn giống như bao ngày bình thường. Nó không có gì khác em. Cả. Hôm qua thì em có ấn tượng với một người. Nhưng mà hôm nay thì em thấy bình thường. Em không có ấn tượng với ai đặc biệt hết. Có hay nói. Nhưng mà khi Brother lên đây lần đầu tiên. Lần đầu tiên là Fred là ung tù là Fred xin là ba người tốt. Ba người ung tù tốt. Ba người lận. Ba người ung tù. Hôm nay là hai người. Bớt đi một. Mai còn một người. Mai còn một người rồi. Tại sao cái người kia lại không bị loại ra khỏi danh sách? Met Hugh Fred. Fred cảm thấy. Cái người đó có thể là bạn hơn là tình cảm. Cho nên Fred cũng cảm thấy đau lắm. Không đau lắm. Hơi. Hôm qua thì em có ấn tượng với một người. Nhưng mà hôm nay thì
hết, không còn chút nào. Em ấn tượng với hai người khác. Nhanh vậy ta? Nếu mà nói loại thì chắc là em muốn loại từ tối hôm qua rồi. Nhưng mà chính thức là hôm nay là em loại hẳn. Em cứ tưởng là hai người đi cùng đường nhưng mà không cùng đường, là rất khác luôn. Tới ngã tư hai người rẽ rồi. Hai người khác thì tới hôm nay mới ấn tượng. Có một người ngày hôm nay rất khác ngày hôm qua. Còn có một người ngày hôm nay như cái ý mà em muốn. Tức là hôm qua em đã nghĩ là người đó sẽ là người như vậy đó. Ngày hôm nay đúng là người như vậy. Còn người còn lại thì hôm qua em nghĩ hướng hoàn toàn khác, nhưng hôm nay thì người đó thay đổi chút xíu, cho nên là em phải chú ý. Hôm qua là em cũng ấn tượng với hai người. Ô hai mà sao hôm qua em nói anh mỗi một? Em giấu anh à? Không, anh Long nhớ là đi lúc đầu là một người, lúc sau là phát sinh thêm một người. Phát sinh. Cho tình cảm anh dắt dao quá. Nhưng mà bây giờ thì còn lại một người thôi. Tại vì là cái người này nè, là cái người này có nhiều đối tượng quá. Em à? Đúng rồi, em bốn người luôn nha. Hôm qua giờ thì em ấn tượng hai người, và đến bây giờ cũng vậy. Có một người thì nhích hơn một xíu. Nhích là xuống hay lên? Nhích là lên. Nhích là lên với ông mệt ghê vậy á. Thực ra thì không phải là cảm tình thì nó chưa có gì đặc biệt cả. Thực ra bởi vì em ơi, nói thẳng ra là hôm qua bây giờ em chỉ nói chuyện với hai người đó. Thì thực ra chưa, còn hai người lại là em chưa có nói chuyện. Nên là nhận ra chân lý. Dạ mà mình tưởng mình không. Nhắc cái là nói chuyện mà mới nhớ mình chưa nói chuyện. Nhột đúng không? Nhột không? Ngày hôm qua anh có ấn tượng với hai người, trong đấy một người thì là đúng gu của anh, và một người là lúc đầu tiên thì không hề có ấn tượng gì cả, nhưng càng về sau thì càng ấn tượng. Đến hôm nay thì vẫn ấn tượng với hai người đấy, nhưng có một người thì đi lên và một người thì thụt. Hôm nay cũng xảy ra một số chuyện vui. Chuyện vui mà ông kêu xảy ra. Xuất hiện một cái số cái chuyện vui. Thì trong hai cái chuyện vui đấy thì có một chuyện thì mình cảm thấy bình thường, và một chuyện thì mình cảm thấy hơi buồn. Đấy. Nó vòng vo. Mình phải nói vòng vo, đúng không? Để cho mọi người đoán. Chỉ có người trong cuộc hiểu thôi. Ý ông trong cuộc là sẽ hiểu. Ngày mai anh muốn mình nói chuyện nhiều hơn. Từng lời nói của Long rõ ràng đến mức không còn có thể nghi ngờ. Nó như là một lời tuyên bố về tình cảm anh dành cho Vi. Thế nhưng Vi vẫn còn điều gì đó lấn cấn về anh chàng. Em ơi, nói một câu thôi ha. Là nếu như mà có cảm xúc thật với một người nào đó thì chị nên dành cho một người đó thôi. Chị nên dành cho một người đó thôi. Ủa, con này thâm ghê luôn á. Thấm. Thấm. Anh Long. Ủa sao anh Long, anh có dụng nhúng rồi nhúng kỹ vậy? Không có dụng phát sinh nha. Hả? Không có phát sinh nha. Ủa, Long nói anh đâu? Không, nhưng mà ý nói ý vậy thôi. Em đó, em nói anh đó, anh em nói anh đó. Em nói anh ngồi vậy nè. Mà tự nhiên cái bị rớt mất chủ nhân ấy. Thì hôm qua mình có ấn tượng với hai người. Đến hôm nay thì hai người đó mình cũng vẫn ấn tượng. Mày quá. Nhưng mà có một người nhỉnh hơn một xíu. Là nhất hay lơ hay là thục xuống? Nhìn hơn. Nhất em mới nói từ nhất nha em. Đấy, nhất dạ, thục. Nhất. Nhưng mà chưa được tiếp xúc nhiều cho nên là để mấy ngày tới mình hiểu thêm chứ. Dạ đúng rồi. Diễm không ngại ngần đưa ra một lời đề nghị cho người mà ai cũng biết đó là ai. Ngày mai mình cho nhau cơ hội để nói chuyện. Nói chung là mọi người chịu khó gặp nhau riêng thì chắc nói chuyện nhiều hơn. Đúng thì... Nhưng mà cái này là mọi người phải linh động. Fred Swin là cố gắng hiểu, tiền Fred nữa. Fred bây giờ là hy vọng là 我亚那一股
Ngày mai còn tiếp tục như vậy. Người đầu tiên hồi nãy mình có gửi lời nhắn, người mà mình chưa nói chuyện gì hết đó là anh Brad. Đúng là từ hôm qua tới nay là mình với anh Brad chưa có cơ hội để nói gì luôn. Và thật sự ảnh cũng rất là cố gắng nói tiếng Việt, nhưng thật sự là mình không đủ kiên nhẫn lắm để nghe ảnh nói. Người thứ hai mà người bị loại á, mình nói người bị loại thì người đó là anh Long. Tại vì trưa hôm qua anh Long là người mình gặp đầu tiên. Mình cái hình ảnh anh Long ở trong bếp lúc đó rất là đẹp. Ảnh trầm, ảnh đảm đang, có vẻ nội tâm, mình rất là thích luôn, rất thích. Nhưng càng về tối với càng về tối á, và đặc biệt là khi mọi người chơi chơi rồi chơi thì hóa ra không phải. Ảnh là người rất là hướng ngoại, rất là hoạt bát. Và đặc biệt là ngày hôm nay thì mình cảm giác anh Long đang có một cái sự quan tâm nhiều hơn nhiều cho một cô gái khác. Cho nên là người thứ hai mà mình nói là mình sẽ không có tiếp tục cái cảm xúc đó nữa là anh Long. Người thứ ba, cái người mà hôm qua mình không có ấn tượng tốt nhưng hôm nay lại tốt, đó là anh Tuấn Anh. Chuyện tình cảm của các cặp đôi bắt đầu khá rõ nét. Long đã nghiêng hẳn về Vi, Diễm cũng không che giấu sự chú ý của mình cho Brad. Còn Vi lại đang phân vân giữa Long và Brad. Thảo cảm thấy buồn vì Long không dành sự ưu tiên cho mình. Huyền Nhân cũng đang rất hợp nhau. Liệu họ có cho nhau cơ hội hay không? Hãy cùng đón xem vào tuần sau. I love you. I just need you.